Hôm nay nhân sự kiện Fredco thì hôm nay tôi có làm một video để với bạn của tôi về các họa sĩ nổi tiếng. Thì hôm nay tôi có giới thiệu với mọi người là họa sĩ Nguyễn Văn Chánh. Đây là họa sĩ Nguyễn Văn Chánh. Họa sĩ Nguyễn Văn Chánh, với bạn biết họa sĩ Nguyễn Văn Chánh không? Ông sinh năm bao nhiêu và mất năm bao nhiêu? Ông sinh năm 1892, mất năm 1984. Đúng rồi. Ông là một trong các nhà đại diện diện mạo tranh lụa Việt Nam. Tranh lụa của ông rất là hay. Đây là một bức tranh ô ăn quan của Nguyễn Văn Chánh, một trò chơi dân gian của Việt Nam này. Còn bức tranh sau là bức tranh người bán gạo, bán với giá 390.000 đô. 390.000 đô bạn ạ. Khá nhiều, khoảng 8 tỷ đồng Việt Nam hiện tại. Thì ông là một trong những người đầu tiên mang vinh quang về cho tranh lụa Việt Nam. Ông được coi là người chiết chung phương pháp tạo hình phương Tây và tranh lụa ở phương Đông. Ông là một trong những người tạo nên cái diện mạo của tranh lụa Việt Nam không lẫn với bất kỳ một phong cách. Với các nước có nền tranh lụa lớn nhất trên thế giới như Trung Quốc, Nhật Bản, tranh lụa của Nguyễn Văn Chánh thắm đượm tình yêu thương con người lao động và đặc biệt là hình tượng người phụ nữ, tình cảm mẹ con. Thì bạn đã chơi trò chơi này bao giờ chưa? Trò chơi này thì bạn cảm xúc khi bé của bạn thế nào? Chơi là rất là vui. Đúng. Còn đây, bạn cảm nhận thấy người phụ nữ Việt Nam thế nào? Tần tảo hay là gì? Rất là tần tảo, chăm chỉ. Đây, đây là người phụ nữ Việt Nam. Xin chào, tạm biệt các bạn, tạm biệt.